Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với vlog tiếp theo của mình. Thì ok, nếu như anh em đã đọc cái tựa đầu video và cái ảnh nền cảnh avatar của video thì chắc hẳn anh em đã biết là hôm nay chúng ta sẽ review về chiếc xe gì rồi. Mình không phải nói nhiều, không phải giới thiệu nhiều nữa rồi. Ok anh em, thì hôm nay đổi gió với anh em một tí, bởi vì là làm xe điện mãi rồi. Hôm nay phải đổi gió cho anh em một chút để cho nó thay đổi một chút cho nó đỡ nhàm chán. Ok. Thì trước mắt anh em hôm nay tôi đã mang đến cho anh em một chiếc Wayanfa đời 2017 anh em ạ. Đấy. Đây là chiếc Wayanfa đời 2017. Màu trắng nha anh em nhá. Giới thiệu với anh em đây là Way 110 nhá, chứ không phải là Way 100 như kiểu ngày xưa đâu. Thì nói sơ qua về sự khác biệt giữa Way 110 và Way 100 ấy, thì là chắc hẳn rõ rệt nhất vẫn là về phần mặt nạ anh em ạ. Đây, anh em nhìn cái mặt nạ này, có cái hai cái này này. Đó. Thì là của Way 110, còn Way 100 thì nó sẽ khác hơn. Mình cũng không nhớ chi tiết là cái Way 100 như nào, nhưng mà Way 100 thì cái đầu của nó hình như là liền ra chỗ này này, xong đây nó có hai cái lỗ này. Đấy. Thì đây, điểm phân biệt rõ ràng nhất giữa giữa Way 110 và Way 100 là cái mặt nạ. Và về phần máy thì chắc chắn rồi, Way 110 thì chắc chắn là phải 110, còn Way 100 phải 100 rồi. Đấy. Đấy. Sau đây mình sẽ quay tổng thể cho anh em xem này. Đây. Đây là một chiếc Way 2017 110 cc. Đó, màu trắng. Đó. Độ một vài đồ chơi gọi là xương xương anh em nhé. Đấy. Không thiên về độ kiểng đâu mà là độ xương xương đấy. Nhưng mà nhìn rất là đẹp anh em ạ. Ok. Thì như mọi video thôi, đi từ dàn đầu trước đi. Thì về phần đầu, đập ngay vào mắt anh em đấy, anh em nhìn thấy gì không? Đây là cụm đèn G-Pass anh em nhá. Đây này, tôi quay cho anh em xem này. Đèn G-Pass này, 106 này, 16896, đấy là mã số của nó này. Đấy, đèn G-Pass 2 tầng anh em nhá. Đó. Pha cốt đầy đủ luôn, có cả passing các thứ nữa. Đấy. Nhìn rất là đẹp. Tí nữa mình sẽ test gọi là đèn cho anh em xem nhá, để cái xem độ sáng và cái đèn của nó như thế nào nhá. Thế để mình mở luôn cho anh em xem này. Đây. Đây nha, chủ xe đấu hẳn công tắc passing này, anh em được thấy không? Này. Đấy, đèn pha cốt này. Đấy. Đây mình sẽ bật đèn lên này. Đây. Đây em nhá, bật đèn này. Đấy. Pha cốt này. Đó. Passing này. Đó. Ok anh em. Đó. Nhìn khá là đẹp luôn. Way A lên đèn G-Pass này nhìn rất là đẹp luôn. Đấy. Các idol ở đây nhìn phát biết dân chơi ngay. Về cụm xi nhan, về cụm xi nhan thì ở đây thì chủ xe vẫn là giữ xi nhan zin anh em nhá. Cụm xi nhan trắng này. Chứ mình thấy rất nhiều anh em chuộng cái lối mà lên xi nhan màu cam ấy. Đấy, nhìn tối lên hồ, như ví dụ như kiểu anh em trên Hà Nội ấy, tối lên hồ làm vài đường đấy, bênh biết các thứ, đó, ok. Nhưng đây chúng tôi không bênh nhá, đấy, đi xe. Ok, ở trên này thì điểm thêm một chút về phần đầu thì bạn ấy có lắp dán một cái đề can con mắt để kiểu Fendi anh em ạ, đấy. Đây là chrome bóng anh em nha, nhìn đấy, nhìn chuyển góc này, chuyển màu này. Đó, nhìn rất là đẹp. Đó, ok, xuống dưới này. Xuống dưới này thì về phần mặt nạ thì cũng chả có gì đâu. Thì chủ xe cũng chỉ dán thêm một cái, hai cái vệt đen này để tạo điểm nhấn thôi. Đây là tem nhám nhanh nhá, đen nhám này. Đấy, đen nhám, ok. Ở dưới này thì có dán thêm một cái tem. Anh em thấy không? Nghĩ về mẹ anh vững vàng tay lái, nhớ về mẹ. À đâu, xin lỗi anh em nhá. Nghĩ về em, anh vững vàng tay lái, nhớ về mẹ, con nhẹ tay ga đấy, thường về cha con giảm ga về số, thấy không? Thấy cơ động một phát là em đá số tăng ga ngay, đấy, chạy ngay. Không nói nhiều. Đó. Thôi, nói về phần đầu như thế thôi. Bây giờ chúng ta xuống phần bánh đi. Phần bánh trước. Đó. Thì ở đây thì nói về phần phuộc trước đi. Phuộc thì ở đây nói chung là Way A mà thường thường là chả ai đi độ phuộc cả anh em ạ. Thì đây là vẫn là phuộc zin thôi. Đó. Phuộc zin nha anh em nha.
Phanh thì là phanh cơ. Phanh cơ chứ không phải phanh đĩa. Đấy. Ở đây chủ xe có trang bị không biết là đây là mâm zin hay là mâm độ nữa. Nhưng mà theo mình nghĩ là mâm này mâm độ. Nhưng thôi, bỏ qua cái vấn đề đấy đi. Đây. Một bộ mâm kiểu biết là nói là mâm gì bây giờ nhỉ? Một bộ mâm cứ cho là một bộ mâm vành đúc đi. Ừ, một bộ vành đúc. Đó. Rất là nhiều chấu luôn anh em nhá. Đấy. Nhìn rất là đẹp luôn. Kiểu này kiểu phi tiêu anh em ạ. Đấy, cái lan của nó, cái chấu của nó kiểu phi tiêu này anh em này. Đấy, màu trắng này. Ở đây thì là chỉ đỏ xanh này. Đấy, nhìn rất là nổi bật anh em ạ. Đây, chủ xe có điểm thêm một vài quả tên lửa này anh em này. Đấy, một vài quả tên lửa. Đấy, nhìn cho nó lạ lùng tí. Lốp ở đây anh em có thể thấy là lốp của gì đây? Lốp này là lốp của Inoue. Đây. Mình cũng không biết là cái thương hiệu này là cái thương hiệu gì đâu anh em ạ. Đó. Nhưng mà size lốp là lốp 70 anh em nhá. 70 90 17 này. Đấy, 70 90 17 này anh em thấy nhìn thấy rõ không? Đó, do mình quay ngoài trời nên là nắng không biết là có nhìn rõ không. Đó. 70 90 sang 17 nha em nhá. Đấy. Rồi, ok. Chắc phần đầu phần trước chỉ thế thôi. Đấy. Phần yếm thì cũng vậy thôi. Ở đây có điểm thêm một vài cái tem olin anh em này. Đấy. Một vài cái giá treo đồ khó titan anh em nhá. Đấy. Cùng công tắc thì vẫn cùng công tắc zin thôi. Ở đây thì thay đây có thay cùng công tắc gọi là có passing anh em nhá. À. Đấy, passing. Ok. Phần yên đi. Phần yên thì vẫn là yên zin. Tay xách zin. Ở đây thì chủ xe không lắp cái ba ga đâu, cứ để trần này đi cho nó đẹp. Đấy. Nhưng mà để đồ các thứ thì nó hơi bất tiện tí. Đó. Đấy. Cần số zin, chân trống zin. Xích hộp đựng xích phuộc zin luôn. Đấy. Về phần bánh sau thì vẫn là mâm đó, vẫn là thiết kế và màu sắc đó, vẫn quả tên lửa đó. Kích thước lốp ở đằng sau là lốp 80 em nhá. Này. 80 này, 90 sạc 17 này. Đó. Lốp quay này. Ok anh em. Về phần đằng sau đi. Về phần đằng sau thì đèn hậu vẫn là đèn hậu zin thôi anh em ạ. Đèn hậu zin này. Xi nhan vẫn là xi nhan zin. Ở đây thì chúng tôi không cắt rè anh em nhá. Chúng tôi không bánh đầu cho nên là rè vẫn còn nguyên lắm. Đấy, mới cứng luôn. Đấy, vẫn còn vuông thành sắc cạnh nét nào ra nét đấy. Đấy. Còn biển anh em ạ. Giới thiệu với anh em đây là 17B4 481115 anh em nhá. 17B4 Hưng Hà Thái Bình. Đấy. Anh em nào Hưng Hà Thái Bình thì cho Sơn Sơn gửi lời chào nhá. Đây là quê hương của Sơn Sơn. Đấy. Rồi. Nói tiếp theo về vấn đề gì nhỉ? Bô đi anh em. Đấy, nhìn sơ qua anh em có thể thấy đây là bô zin đúng không? Nhưng không phải. Đây đúng là bô zin nhưng mà cổ bô thì không zin anh em nhá. Đấy. Giới thiệu với anh em đây là cổ bô cổ mở này. Đấy. Cổ mở chứ không phải là cổ zin đâu. Cổ đấy, cổ inox. Cổ mở luôn. Cho một âm thanh nghe rất là lạ anh em ạ. Để mình sẽ test thử âm thanh cho anh em xem nhá. Đây. Âm thanh anh em nghe nào, khá là giòn đúng không, kiểu giòn giòn đấy, rất là hay luôn ấy. Bây giờ mình lại thích kiểu đi quay anh em ạ, kiểu quay độ nhẹ nhàng này, đi xuống phố rất là ổn áp ấy, chứ đi x như mình nặng nề xong rồi bô biết các thứ khá là mệt, mọi người khá là chú ý. Về phần tem đi, tem thì vẫn là tem zin của nó thôi, kể mà chủ xe thay quả tem chrome hoặc là tem rời các thứ nó thì đẹp, nhưng mà thôi mỗi người sở thích mà, với là chủ xe đang lên dần dần đấy. Ok. Và cái điểm gọi là một trong những cái điểm chính hôm nay mình muốn giới thiệu cho anh em xem ấy, về con xe này, cái điểm đặc biệt của nó ấy, là chính là phần đồng hồ anh em ạ. Anh em nhìn thấy nó có gì khác khác không?
Đấy, để mình bật lên cho anh em xem nhé này. Đồng hồ của Way 110 này. Được chưa? Vào việc chưa? Vào việc chưa? 199 luôn, vào việc chưa? Đấy. Xin giới thiệu với anh em đây là đồng hồ điện tử nhá. Thương hiệu của Koso anh em ạ. Đấy. Anh em thấy thấy không? Kim kiếc các thứ là bỏ hết đi rồi. Bây giờ chơi đồng hồ điện tử. Xăng đây. Mức báo xăng này EF đây. Đầy bình luôn. Ok. Đây là hiển thị tốc độ này, km/h này. Đây là số cây đã đi được này. 723 cây. Anh em thấy không? Chưa được 1000 luôn. Đây là số anh em nhá. N số này đây để tôi đa số cho anh em xem này. Đấy, 1 này. Đấy, anh em thấy không? Từ từ để tôi quay bánh để chuyển số ạ. 1 này. 2 này. Đấy. 3 này. 4 này. Mo này, đó. Ok chưa? Bật đèn lên thì nó sẽ báo đèn đây này. Đấy. Đây. Pha code đây. Ok chưa? Đó. Một trong những món đồ mà các idol rất là ưa chuộng, đồng hồ Koso anh em nhá. Ok. Và cái điểm mình muốn nói gọi là chính trong cái con xe ngày này hôm nay ấy, đó chính là dàn ốc anh em ạ. Xe thì xe độ nhẹ thôi nhưng mà dàn ốc thì cũng khá là nặng tiền đấy. Theo chủ xe chi gọi là chia sẻ là để bộ ốc này thì chủ xe cũng phải nhịn tháng trời ấy. Nhịn sáng cả mấy tháng trời ấy. Đó, anh em thấy không? Tuy con xe này không đã chưa phải là full ốc đâu anh em nhé, nhưng mà anh em thấy không? Giới thiệu với anh em. Rất nhiều ốc titan luôn. Chi chít ốc titan GR5 luôn anh em nhé. Đó. Theo mình hỏi chủ xe bảo là sao không lên full bộ ốc máy này nữa đi. Đây, bộ máy này. Đấy. Đấy, nhưng mà chủ xe bảo là từ từ chưa có tiền, có tiền phát lên luôn. Chắc là khoảng tháng sau hoặc là gần đây nhất là chủ xe sẽ lên thôi. Thì bây giờ mình sẽ đếm cho anh em xem nhá. Đây toàn bộ là ốc titan xịn luôn anh em. Mình sẽ đếm này, bắt đầu đếm này. Chân gương này, một con này. Chân gương này không lắp bởi vì là chủ xe còn đi lại còn lắp cái gương kia. Mình bận xe review cho nên là phải tháo gương ra cho đẹp. Đấy anh em nhá. Đây chân gương này, một con này. Tay ga này, một con nữa là hai này. Ba này. 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 16 này, 17 này, 18 này, 19 này, 20 này, 21 này, 22 này, 23 này, 24 này. Đây có hai con khác màu, màu titan nhá. 25 này, 26 con này. Đó anh em, tổng trên chiếc xe này là có 26 con. Thì trong đó có 24 con là màu xanh lục bảo, còn hai con lẻ loi ở bô này là màu titan anh em nhé. Đó, anh thấy sao? Vừa nãy một cái điểm mình vừa quên mình không nhắc đến là cái ốp biển anh em nhé. Ốp biển này, ốp biển gọi là viền titan, giả mạ titan thôi. Đấy, khò titan, đấy, chuẩn như thế. Đó. Anh em nghĩ sao về con xe này? Một bản độ nhẹ nhàng nhưng mà khá là đẹp đấy chứ. Đó. Khá là ổn áp nhỉ. Đấy. Thì mình lại mang tới cho anh em chiếc xe thôi. Anh em có ý kiến gì đóng góp hay là có nhu cầu mình làm về vlog xe gì thì cứ mạnh dạn comment phía dưới cho mình nhá. Và chuẩn bị không phải chuẩn bị rồi mà 5.000 sub rồi. Và mình đang chuẩn bị những cái bước cuối cùng cho cái mini game sắp tới của mình. Thì anh em nhớ theo dõi và ủng hộ mình nhá. Bye bye anh em.